Lâm xin chào tất cả cô chú anh chị bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lâm ngày hôm nay. À, có phải là dạo gần đây là vườn của anh chị hay bị vàng lá và nó tự nhiên hôm nay thấy nó cũng còn xanh nhưng mà qua ngày hôm sau thì nó lại vàng, nó lại rụng? Thì do cái mùa này á là cái nhiệt độ chênh lệch ngày và đêm thất thường, và từ đây cho tới qua Tết luôn thì cây nó thường là bị bệnh sương mai. Đó, thường là nó bị bệnh sương mai, nó bong bong lá nhìn cái lá nó như là bị lan ban vậy đó. Thì từ đây cho tới qua Tết là bị sương mai và nhiệt độ rất là nhiều. Thì hôm nay sẵn tiện mà Lâm phun thuốc phòng cho cái vườn của mình nè. Đây là cái vườn của Lâm nha. Đó, đây là cái vườn lan của Lâm. Đó. Đây, thì sẵn tiện hôm nay là phun thuốc phòng cho cái vườn của mình. Thì Lâm cũng làm video để mà chia sẻ cái cách mà Lâm pha thuốc để mà Lâm chia sẻ với anh chị mình luôn nha. Đó. Thì hôm nay cũng sẵn tiện là hôm nay là buổi chiều rồi, thường là xịt thuốc thì Lâm sẽ xịt vào buổi chiều như thế này. Lâm cũng không có tưới nước trước. Bây giờ là Lâm không có tưới nước trước nữa. Thì cứ chiều lấy thuốc ra xịt thì sáng hôm sau chúng ta sẽ xịt lại bình thường. Đó, thì cô chú chị mình chú ý cái mùa này là mình phải giữ cái vườn của mình á, nó có nhiệt độ ổn định, đừng cho nó có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm nó quá cao, làm cho cái cây nó không thích ứng kịp thì nó sẽ bị vàng lá, nó bị rụng lá. Đó là do thời tiết. Thứ hai nữa là cái việc tưới nước, chúng ta tưới làm sao cho nó hợp lý là như thế nào. Là đối với Dendro, như đây là Lâm trồng Dendro thì anh chị trồng và anh chị tưới nước buổi sáng tưới thật là đậm luôn, tưới thật đậm, có thể là để buổi chiều không tưới cũng được, để sáng hôm sau chúng ta tưới lại bình thường. Nhưng mà nhớ tưới là tưới đậm nha, tưới là như cô chú anh chị mình chú ý, tưới đậm như tắm heo vậy đó, là mình tưới như mình tắm heo thế nào là mình tưới cây như vậy, cho nó đậm, cho nó ướt hết toàn bộ thể. Cái việc đó nó sẽ giúp cho cây nó giữ được cái chậu á, thường là anh trồng chậu ít thì nó sẽ giữ được cái độ ẩm tới chiều luôn, và cái giá thể nó cũng không có bị mốc. Như hôm trước Lâm có làm một clip là Lâm mua lan về là nó bị mốc hết giá thể. Thường ở đây á, Lâm giá thể là Lâm không bị mốc vì Lâm tưới nước rất là nhiều chứ không phải là tưới nước sơ sơ. Và cái việc nữa là Lâm thường là tưới chico đề ma cho nó để mà nó diệt những cái nấm mốc giá thể đó, Lâm tưới luôn. Thì những cái loại thuốc mà Lâm dùng ở đây để phòng trừ cái bệnh là tháng thư nè, nghỉ sắc nè, sương mai nè. Đó, đây là cái chai trị khuẩn Agilai này, hài tới nó cũ luôn rồi nha. Đây là còn một xíu hôm nay sử dụng cho nó hết. Và cái thuốc trị nhện đỏ, đáng lẽ cái thuốc trị nhện đỏ này nè là Lâm sẽ xịt vào buổi sáng, sẽ phun vào buổi sáng, tại vì côn trùng thì mình nên phun vào buổi sáng, tại côn trùng nó hoạt động ban ngày mà mình phun buổi sáng thì nó sẽ hiệu quả hơn. Nhưng mà hôm nay sẵn tiện là xịt rồi mình không được farm xịt luôn, nhưng mà tại vì Lâm thường Lâm xịt buổi sáng thôi, Lâm phun riêng nó vào buổi sáng rồi đó. Và cái thuốc tiếp theo nữa, đây là cái chai Meta Plus. Cái chai này á là nó đang quay video bán dừa đây rồi. Là cái chai này là như cái chai siêu xanh mà Lâm bán từ trước giờ đó, nhưng mà bây giờ á là do nó đổi mẫu và nó cải tiến công nghệ, nó có thêm cái thành phần là nano kẽm và dưỡng lá vô nhiều hơn nữa, thì nó sẽ giúp cho cái bộ lá của mình xanh hơn. Ở đây cái loại nào mà Lâm xài hiệu quả thì Lâm sẽ giới thiệu cho anh chị mình. Đó, đây là nó mới đổi mẫu nha anh chị, thuốc hoạt chất cũng như cũ, và nó sẽ và nó có thêm thành phần là nano kẽm nữa, giúp cho cây của mình nó xanh lá hơn, nó dày hơn, từ đó cây nó sẽ giữ được cái bộ lá tốt hơn, cho làm cho cây nó ít bệnh hơn. Đó, thì nó có thành phần dưỡng lá, nên mà hôm trước bởi vì có một anh đó hỏi Lâm xịt cái gì mà sao mà lá cây nó xanh nó bóng vậy, thì thật ra đây Lâm cũng xịt phân bón bình thường thôi, những loại phân bón mà Lâm chia sẻ đó. Thì bên cạnh đó thì Lâm có sử dụng thêm cái loại này là Lâm dùng thường xuyên nhất ở đây. Ngoài cái loại này, chai Agilai, và Lâm còn có dùng Anvin nè, Aliet nè, và một số loại thuốc trị nấm khác như Metalacin. Thì Metalacin Mancozeb đó là Lâm nhiều dùng vài loại, nhiều loại như vậy mà Lâm luân phiên. Thì ở đây á, đối với cây vườn Lâm bây giờ là tầm khoảng 20 ngày cho tới 30 ngày Lâm sẽ phun phòng bệnh nấm một lần, còn bình thường là cứ hàng tuần hoặc là 5 ngày, nếu mà rảnh thì 5 ngày Lâm sẽ phun phòng một lần, còn không thì 7 ngày một lần, còn bệnh nấm thì có thể là 20 ngày 30 ngày. Còn nếu như mà thấy trường hợp của mình á, như cái vườn của mình mà anh chị thấy tự nhiên mà có nhiều cái bệnh xuất hiện quá, thì lúc đó mình sẽ phải ngưng phân. Lúc đó mình anh chị phải ngưng phân, điều tiết lại cái lượng nước mình tưới, và thứ ba nữa là mình phun thuốc phòng trị những cái phòng trị bệnh. Thì mình phun, khi mà mình phun trị bệnh thì mình phun, anh chị nhớ nha, mình phun là một 3 ngày một lần, phun liên tục trong vòng 3 lần, và chúng ta ngưng phân có chứa đạm đi,
và chúng ta ngưng những loại phân bón có chứa đạm đi, mình ngưng. Đó, trong lúc phun chữa bệnh đó thì mình có thể phun cái loại như là thuốc kích rễ như là P30 của Lâm Ba có bán đó, có thể phun cái loại đó nè, có thể phun canxi bo nè, canxi bo nè, có thể phun những cái loại đó. Tại vì khi mà cây nó đang bị bệnh vậy mà mình phun phân có chứa đạm thì sẽ làm cho cái môi trường nó phù hợp hơn để những cái bệnh nó phát triển nữa, thì nó không có tốt cho cây. Mình vừa phun trị bệnh mà mình lại tạo cái môi trường cho nấm bệnh nó phát triển nữa thì nó quá vô duyên, nó quá bất hợp lý. Mình ngưng phân chứa đạm đi, mình phun những cái loại nào phân bón nó không chứa đạm thôi, thì mình phải phun kích rễ bông P30 như Lâm nói, tại vì nó cũng có thành phần magie và kẽm nữa, thì nó sẽ giúp cho xanh lá xanh rễ hơn, từ đó cây nó hút dinh dưỡng tốt hơn á, là để nó chống chọi lại được cái bệnh. Cái thuốc này là ở đây á, cái thuốc này là Lâm dùng thường xuyên nhất. Hôm trước là dùng siêu xanh, thì bây giờ nó đã đổi mẫu rồi, thì bây giờ phun cái chai mới để mà mình phun cho cái vườn. Ở đây á thì Lâm thấy xong sử dụng cái chai này giống như chị bá bệnh vậy đó. Đây, cái chai hôm trước á. Cái chai hôm trước là cái chất thuốc của nó là màu hơi ngã vàng, hôm nay là thuốc nó màu cam nha chị. Thuốc nó có chất màu cam thì phun nó sẽ là nó ok hơn. Đó. Thì bây giờ đây trong đây nó có thành phần sunfo nữa, nó sẽ diệt nấm tốt hơn. Thì cái này á mình sử dụng với cái liều lượng á là 1 ml 1 lít nước. Ha, mình sử dụng liều lượng 1 ml. Nếu mà vườn của anh chị nào đang bị bệnh thì có thể mình sử dụng liều cao hơn chút, có thể là 1.2 ml 1 lít nước. Ở đây là Lâm có cái xô là 20 lít nước thì Lâm sử dụng 20 ml. Nha. Đó. Sẽ sử dụng với cái liều là 20 ml. Rồi, thì việc công việc pha thuốc là chỉ có như vậy thôi. Thì bây giờ Lâm xin dừng video ở đây để Lâm phun thuốc. Đó. Cái việc pha thuốc thì chỉ pha vậy thôi. Ở đây chủ yếu là chia sẻ cái kinh nghiệm mà Lâm phun thuốc phòng và trị bệnh cho anh chị mình. Chứ cái việc này Lâm làm thường xuyên lắm. Rồi, Lâm sẽ không lại sao cho anh chị mình ha. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều nha. Anh chị mà cần mua những cái loại này á thì cứ liên hệ Lâm nha. À quên nữa, đây là cái mặt nạ phòng độc này người ta dùng để mà chị mà dùng để đeo trong cái môi trường mà phun thuốc phun quá chắc vậy đó, thì người ta dùng cái này. Lâm cũng mới mua cái này, anh chị nào có mua thì cứ nhấp vào cái đường link trong phần mô tả video sẽ dẫn đến cái gian hàng chính hãng, mua ngay cái gian hàng đó, mình không có sợ hàng nhái hàng giả nha anh chị. Còn cái tại vì cái này hàng nhái hàng giả là nhiều, cái này đeo nó rất là thích với mặt, rất là thích. Rồi, tạm biệt anh chị nha.